Rồi, em lại về tiếp một em đồng hồ Citizen chạy pin tiểu, rất là đẹp. Đây, các bạn nhìn đây, Citizen nhé, cực đẹp luôn. Các bạn nhìn viền mạ, viền này người ta mạ một cái lớp vàng cực đẹp. Nền đồng hồ cũng được chạm trổ cực kỳ tinh xảo nhá, số la mã. Đây là đồng hồ Nhật bãi. Đấy. Còn phần dưới dàn hoa hồng và hai cậu bé, một cô bé đang ngồi, cậu bé thì ngồi dưới, còn cậu bé đứng này. Cái chất liệu thì nó không phải bằng đồng các bác nhé, bằng đồng thì nó không rẻ đâu, cái này nó kiểu dạng như là giả đồng. Chất liệu nó bằng, không biết là bằng antimor hay là bằng gì đấy, nhưng mà rất là nặng. Giá 2,6 triệu, số 55. Cực kỳ đẹp. Nếu mà bằng đồng thì cái này em nghĩ nó phải tầm 26-27 triệu. Em này cao 22 mét, 21 cm rưỡi, 21 cm rưỡi. Hơi tí luôn. Bề ngang ở dưới này là bao nhiêu đây, 16 cm. Đường kính mặt khoảng 8 phân rưỡi. Đẹp long lanh các bác nhé. Nếu mà anh em bày thì nó không khác gì đồng cả. Thứ nhất là cầm lên nó rất là nặng tay. Nếu mà nói khác đồng thì khác ở chỗ là cái gì bác, sờ vào nó không mát bằng đồng. Đấy, sờ vào cái này nó vẫn mát nhưng mà không mát bằng đồng. Đấy, còn về cơ bản thì nó không khác gì cả. Đấy, thì anh em chơi cái này thì nó bày đẹp và quan trọng là nhìn nó rất là sang xịn nhưng không được mịn các bạn nhé, bởi vì những cái họa tiết này nó khá là xù xì, nó không được mịn nữa các bạn. Nếu mà tất cả nó đều mịn như này thì gọi là sang xịn mịn, nhưng mà bởi vì nó có rất là nhiều các cái lá, các cái bông hoa hồng, rồi tóc tai của hai em bé này nó rất là gồ ghề, xong lại trên nền của kiểu thảm cỏ đó. Đấy, cho nên là không sang xịn mịn nhé, sang xịn nhưng mà không mịn. Đấy, rất là đẹp. Anh em nào bày đề co tuyệt vời luôn, giá 2,6 triệu đó, rất là đẹp. Ngoài ra thì em còn một số cái món nó về đề co, như khẩu súng này, hoặc là cái đồng hồ treo. Cái này em sẽ giới thiệu một clip riêng cho các bác nhé, cho nó đỡ loãng. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chiếc đồng hồ mã số 55, giá 2,6 triệu. Đồng hồ em bé và dàn hoa hồng. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.